Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em, ngày Tết Nguyên Đán có giá trị thiêng liêng trong tâm trí người Việt. Bởi thế, trong thời khắc giao thừa, mỗi người đều tạm gác những lo toan để đón mùa xuân. Cất lên lời tạ ơn và cầu xin đấng hóa công, ban cho mưa thuận gió hòa, sức khỏe và bình an. Các tín hữu Chúa trên mảnh đất quan họ cũng không nằm ngoài tâm tình ôn cố tri tân của người dân Việt. Tết đến xuân sang cũng là lúc chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp. Từ Tòa Giám mục Bắc Ninh, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, từ các con thiếu nhi, các bạn trẻ, các phụ huynh, tới các bậc cao niên. Cảm ơn quý vị ân nhân đã góp công góp sức xây dựng giáo phận. Tôi xin đặc biệt cảm ơn những người bệnh tật và những người kém may mắn đã cộng tác vào việc xây dựng giáo phận qua những hy sinh vất vả thường ngày và bằng những lời cầu nguyện cho giáo phận. Bước sang năm mới Quý Mão 2023, chúng ta lại tiếp tục được sống trong ân sủng của ba ngôi Thiên Chúa. Trong năm mới, chúng ta hãy cùng cộng tác với nhau để củng cố sự hiệp thông trong đời sống gia đình, đời sống giáo xứ và giáo phận như lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cụ thể, những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán là dịp thuận lợi để các cá nhân, gia đình và cộng đoàn gặp gỡ, lắng nghe để làm ấm lòng hơn nữa mối dây hiệp thông. Anh chị em thân mến, năm mới Quý Mão là một năm đặc biệt để mọi thành phần dân Chúa hiệp hành với các bạn trẻ trong hành trình cung nghinh thánh giá Đại hội giới trẻ đến mọi ngõ ngách trong giáo phận. Đây là nghi thức linh thiêng và trang trọng bởi thánh giá là biểu tượng của tình yêu và là nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Thánh giá đến với mọi nơi, đi ngang qua muôn nẻo đường và tuôn đổ phúc lành của Thiên Chúa xuống cho mỗi người. Giờ đây, thánh giá đang củng cố sự hiệp thông mọi thành phần dân Chúa, nhất là nối kết các bạn trẻ với nhau. Qua nghi thức cung nghinh thánh giá giới trẻ, tôi mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng vác thánh giá với Chúa Giêsu bằng công việc chu toàn bổn phận hàng ngày với gia đình, xứ họ và giáo phận để tin mừng cứu độ được lan tỏa và thấm nhập vào cuộc sống thường ngày. Sau cùng, với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm và trách nhiệm của từng người, chúng ta tiếp tục hiệp hành với các gia đình, xứ họ để bước sang năm mới với những nỗ lực không ngừng làm cho đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Hiệp cùng Đức Cha Phó Giuse, nguyện chúc quý cha, quý tu sĩ và anh chị em trong đại gia đình Bắc Ninh, trong nước cũng như hải ngoại, năm mới Quý Mão mạnh khỏe, an vui và thánh đức trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân Côi và các thánh từ đạo Bắc Ninh chúc lành cho chúng ta, cho quê hương Việt Nam và cho toàn thế giới.